Ngọc Hân quý phái với vai trò MC tại Paris, vừa trở về từ thành phố Turin, Ý với vai trò là đại sứ cho tuần lễ văn hóa Việt Nam tại đây. Ngọc Hân đã đến Paris để đảm nhận vai trò MC cho chương trình Một thoáng quê hương, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt-Pháp đang mở rộng khắp ở cả hai nước dành cho các kiều bào tại châu Âu nói chung, đất nước Pháp nói riêng. Chương trình sẽ là một điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm ngoại giao của hai nước với mong muốn đưa chương trình sẽ là một điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm ngoại giao của hai nước với ước mong được đưa bà con xa xứ trở về với các vùng miền ruột thịt của quê hương qua các làn điệu dân ca tha thiết, những điệu múa duyên dáng và thanh âm độc đáo của các loại nhạc cụ truyền thống đậm đà hương sắc Việt Nam. Chương trình được diễn ra tại trụ sở UNESCO có sự tham gia của các vị lãnh đạo cao cấp như ông Dương Chi Dũng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp cùng phu nhân. Ngọc Hân cảm thấy rất vinh dự khi liên tiếp được đảm nhận những vai trò quan trọng đóng góp cho chuỗi những chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước tại châu Âu. MC Nguyễn Ngọc Ngạn rất nổi tiếng nhưng không biết đến internet. Ngoài vai trò nổi bật nhất là MC chính của sân khấu Paris by Night trong suốt hơn 25 năm, những ai yêu văn chương không thể không biết đến tác giả truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù là nhà văn viết khá nhiều thể loại đa dạng từ truyện ngắn đến truyện dài, nhưng truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn là thương hiệu gây ấn tượng nhất với độc giả. Trong những đêm mưa lạnh lạnh, hạ ánh sáng của cây đèn trong phòng, bật một câu chuyện ma audio do chính nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết và thu âm. Chất giọng truyền cảm kết hợp với những âm thanh rùng rợn ma quái trong bản thu, tiếng gió hú, tiếng chó tru, mèo kêu, tiếng cào cửa là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, sợ hãi nhưng cũng đầy kích thích và hấp dẫn. Đó là lý do mà fan hâm mộ truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đông đảo không kém số lượng khán giả yêu thích hình ảnh MC Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu Paris by Night. Có thể nói cả hai lĩnh vực khiến cho Nguyễn Ngọc Ngạn được nhiều người biết tới đều không phải định hướng mà ông rất tâm lựa chọn từ nhỏ. Tất cả đều là cái duyên đưa đẩy đến với ông. Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều ước mơ như trở thành diễn viên, ca sĩ, hát chèo, nhưng tất cả đều không trở thành hiện thực. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ra ở mảnh đất Sơn Tây vào ngày 9 tháng 3 năm 1946. Ông là đứa con thứ ba trong gia đình gồm 6 anh em. đông con hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tuổi thơ ấu của ông Bông Ba lên đến khắp nơi. Năm 8 tuổi, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển xuống Hà Nội. Vài năm sau, dìu dắt nhau ra Hải Phòng. Cái nghèo đeo bám khiến gia đình ông một lần nữa cùng nhau di cư vào Nam. Những năm đầu mới vào Nam, Nguyễn Ngọc Ngạn và gia đình cư ngụ tại Củ Chi, trong một xóm toàn những người công giáo. Từ nhỏ, ông có sở thích quan sát và theo dõi mọi người. Cả nhà ai cũng bận rộn nên cậu bé Nguyễn Ngọc Ngạn 10 tuổi tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Đó chính là ngắm nghía và hòa mình vào sự sinh hoạt đời thường của một giáo xứ nhỏ bé. Tất cả mọi chi tiết nhỏ ấy in sâu vào tâm trí của cậu bé Ngạn và đeo đẳng cậu tới hàng chục năm sau. Cơ duyên đến với sự nghiệp viết văn của Nguyễn Ngọc Ngạn xuất phát từ việc muốn ghi lại những câu chuyện ông trải qua trong cuộc sống. Bằng trí nhớ siêu phàm, Nguyễn Ngọc Ngạn khai thác từng chi tiết nhỏ nhặt để làm chất liệu viết nên cuốn tiểu thuyết xóm đạo. Ngoài sở thích quan sát, Nguyễn Ngọc Ngạn còn đặc biệt thích đọc sách, cụ thể là tiểu thuyết. Cuốn sách gối đầu của Nguyễn Ngọc Ngạn là Tự lực văn đoàn. Có thể nói, trung tâm Thúy Nga chính là cái nồi lăng xê tên tuổi Nguyễn Ngọc Ngạn trở nên vụt sáng thành ngôi sao, được đông đảo khán giả trong nước và ngoài nước biết tới. Từ khi được biết đến là MC độc quyền của Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn chính thức trở thành nhà văn khi còn ở đảo Prince Rupert tại Vancouver, Canada. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 87, ngoài việc sáng tác truyện ngắn tiểu thuyết, Nguyễn Ngọc Ngạn và một người cộng sự gốc Đài Loan là Chiêu cùng hợp tác với nhau viết chuyện song ngữ cho thiếu nhi như Tôn Ngộ Không, Hoa Mộc Lan. Cả hai đều là đồng nghiệp với nhau tại Thư viện Trung ương Toronto. Đồng thời trang trải cho cuộc sống, Nguyễn Ngọc Ngạn còn làm thêm nhiều công việc như nhân viên bảo hiểm, phiên dịch. Thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã được ban lãnh đạo Trung tâm Thúy Nga để mắt và ngỏ ý muốn cộng tác sau một thời gian theo dõi hoạt động văn chương của ông vì lúc đó Nguyễn Ngọc Ngạn đã là một nhà văn khá có tiếng tại thị trường hải ngoại. Tuy chưa gặp Nguyễn Ngọc Ngạn lần nào, nhưng ban giám đốc trung tâm Thúy Nga kỳ vọng một người như ông có thể thổi một làn gió mới đến show. Và một cuộc điện thoại mời cộng tác định mệnh từ ông Tô Văn Lai. Vào ngày 10 tháng 5 năm 92, trực tiếp thay đổi cuộc sống của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Đứng trước lời mời đột ngột sang Paris làm người dẫn chương trình, Nguyễn Ngọc Ngạn vô cùng bối rối. Không phải do thiếu tự tin, mà đứng trước một lĩnh vực mới lạ, vốn kinh nghiệm là số 0 ông nghĩ đó chưa chắc là nghề dành cho mình và hẹn trả lời sau nguyễn ngọc ngạn đi hỏi ý kiến khắp mọi người thân trong gia đình thì hầu như mọi người đều can ngăn gây gắt nhất là em vợ và vợ ông chỉ duy nhất một người ủng hộ ông thành mc đó chính là em trai ruột của ông là nhạc sĩ ngọc trọng Em ruột cho rằng nếu Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành MC xuất hiện trong chương trình video nào đó thì gia đình và người bố cao tuổi của ông ở Việt Nam có thể được nhìn thấy gương mặt ông cho đỡ nhớ. Đứng trước lý do xuất phát từ tình nghĩa ấy, vợ ông cuối cùng khuyên Nguyễn Ngọc Ngạn đồng ý trước lời mời của Tô Văn Lai. Cuối cùng, Nguyễn Ngọc Ngạn đồng ý xuất hiện trong Paris Banai số 17, địa điểm thu hình tại Paris. Nhưng vì vẫn hồ nghi về sự hưởng ứng của khán thính giả nên ông chẳng cần đầu tư trang phục, tóc tai chi rùm trà. Ông vẫn đeo chiếc kính cũ mềm. Đôi giày đi đã lâu, và bộ vest cũ. Thường ngày ra sao thì ông bê nguyên lên sân khấu Paris by Night hào nhoáng như vậy. Trong chương trình video đầu tiên với vai trò MC, Nguyễn Ngọc Ngạn không chọn cho mình lối dẫn, chọc cười khán giả như các MC đời trước. Ông chọn cho mình phong cách nghiêm cẩn như một ông giáo làng. Chỉ sau đêm đầu tiên, ban giám đốc trung tâm Thúy Nga đã đề nghị trực tiếp với Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành người dẫn chương trình độc quyền cho show Paris by Night. Paris by Night số 17 sau khi phát hành gây được nhiều tiếng vang. Nhiều trung tâm mời Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC nhưng ông đều từ chối vì đã ký độc quyền với Thúy Nga. Đến lúc đó, ông mới tin vào tài năng dẫn và điều khiển chương trình của mình. Thấm thoát đã 25 năm kể từ ngày Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào nghề MC. Các tên MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên trở thành một huyền thoại trong lòng những khán thính giả hải ngoại, bảo chứng rõ rệt cho sự thành công của đêm diễn. Thành công và nổi tiếng, ít ai biết nguyễn ngọc ngạn là người tối cổ với công nghệ ông không sử dụng mail không sử dụng máy tính không điện thoại di động không biết cách dùng internet để lý giải điều này tất cả bản thảo chương và kịch bản chương trình đều được nguyễn ngọc ngạn viết tay vốn kiến thức để làm tư liệu nghề nghiệp ông sẽ tìm kiếm trên sách báo tv ngoài công việc đi show để thu âm và dẫn chương trình ông chỉ thu mình trong tư gia biệt lập bên cạnh gia đình để sáng tác và nghiên cứu người vợ hiện tại tên diệp người đồng hành với nguyễn ngọc ngạn là người vợ thứ hai vợ đầu của ông đã mất bạn bè và những người quen thân với ông ai cũng ngưỡng mộ tình yêu không tuổi của cặp vợ chồng này dù đã qua 75 tuổi nhưng vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân ngọt ngào âu yếm gọi vợ một tiếng em thân thương người em thân thiết của ngọc ngạn là mc kỳ duyên tiết lộ hôn nhân của ông với bà diệp là kết quả của một mối tình sét đánh chỉ gặp một ngày là mc nguyễn ngọc ngạn quyết định cầu hôn người phụ nữ đặc biệt này kết quả là đã sống bên nhau 34 năm hạnh phúc viên mãn mc kỳ duyên hài hước phong cho bạn diễn nguyễn ngọc ngạn là hội trưởng hội sở vợ vì lý do tuổi tác đã cao mc nguyễn ngọc ngạn giảm bớt những chuyến lưu diễn xa nhưng hễ ông đi đến đâu cũng có vợ đồng hành đồng nghiệp kể có những lần lưu diễn xa nguyễn ngọc ngạn mang theo hai vali quần áo rất to thì ra đó là vali của ông và vợ vì ngày hôm sau bà diệp mới bay đến đây sợ vợ một thân một mình phải mang vác hệ nệ nên ông sẵn sàng mang đi trước một sự nghiệp trực trở một gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để nguyễn ngọc ngạn luôn toát lên sự lạc quan và vui tươi luôn là một nhân vật truyền cảm hứng đến khán giả Đối với ông, tuổi tác chỉ là con số, tận hưởng cuộc sống sao cho trọn vẹn mới là điều ông quan tâm mỗi ngày. MC Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ về trải nghiệm và công việc tại Trung tâm Giải trí Thúy Nga Paris by Night. Trung tâm Thúy Nga Paris by Night là một chương trình nghệ thuật nổi tiếng tại nước Mỹ do MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể về công việc của mình. Trung tâm này tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật để giới thiệu văn hóa người Việt trên toàn thế giới. Trên sân khấu, Nguyễn Ngọc Ngạn có nhiều tràng cười và câu chuyện hài hước. Với sự nổi tiếng của mình, Nguyễn Ngọc Ngạn góp phần lớn và việc phát triển và thúc đẩy nghệ thuật xứng đáng của người Việt. Một buổi trò chuyện với nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn cách đây đã rất lâu do ký giả ở hải ngoại là Hương Kiều Loan thực hiện. Trong buổi phỏng vấn này, độc giả sẽ hiểu hơn về cách thức mà Trung tâm Thúy Nga vận hành và xuất bản âm nhạc nhiều năm qua. Buổi nói chuyện này cách đây đã gần 20 năm nên sẽ có một số nội dung bị cũ nhưng vẫn có thể mang lại sự thú vị và thu hút với những ai quan tâm đến làng nhạc hải ngoại. Xin ông hãy cho biết sơ qua về tiểu sử, tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở ngoại thành Sơn Tây trong một gia đình gồm 7 anh chị em. Năm năm tư di cư vào Sài Gòn, chỉ có người chị cả ở lại ngoài Bắc với gia đình chồng. Tính đến năm 1975, anh em tôi tất cả đều ở trong quân đội, trừ cậu em Út là Ngọc Trọng, tác giả bài buồn vương màu áo, vừa học xong chính trị kinh doanh Đà Lạt. Trong gia đình, ngoài ông ra, còn có ai thiên về nghệ thuật không? Nói cho đúng thì chỉ có cậu Út tôi là Ngọc Trọng mê nhạc từ bé. Từ trung học đã học piano, guitar, nhạc lý rồi đi hát và sáng tác, còn tôi viết văn cũng như lên sân khấu hoàn toàn do sự đưa đẩy của hoàn cảnh, không hề định hướng từ nhỏ. Từ trước có bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày ông làm về nghệ thuật không? Chưa bao giờ, tôi hình dung có ngày mình sẽ đứng trên sân khấu, cũng như có thể sống bằng nghề điều khiển chương trình mà người ta gọi là MC. Lý do giản dị là từ trước đến nay trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam không hề có nghề này, hoặc có nhưng ít được chú ý việc giới thiệu chương trình đúng hơn là làm host một show ca nhạc, dù đã thịnh hành từ lâu ở các nước phương Tây vẫn quá mới mẻ với người Việt. Có lẽ chỉ sau này thì vai trò điều khiển chương trình mới giành được chỗ đứng tương